Xin chào mọi người và chào mừng đến với cập nhật hàng tuần, nơi chúng tôi giúp bạn bắt kịp mọi thứ đã xảy ra trong ngành công nghiệp Gafi. Chỉ trong 10 phút nữa tôi là người dẫn chương trình của bạn. Ellie từ Game 3 vào tuần này, chúng tôi khôi phục một số tin tức đáng chú trong ý trong tuần đầu tiên của tháng 9. Vì vậy hãy ngồi dậy và tiết lộ những gì tuần này có thể cung cấp. Đầu tiên chúng tôi đã qua neo đầu tiên về một trong những hoạt động gây quý quan trọng nhất tuần trước Game Play Galaxy và bây giờ đóng cửa là 448 triệu đô la tài trợ cho vòng được lết bởi các đạo cụ ở thủ đô. Với người tham gia từ thị trường sơ cân đến với chúng tôi thiếu tiếng cười trong một cuộc phiêu lưu. Yêu trò chơi và hối hả vui vẻ. Chơi game Galaxy The Wolfer hỗ trợ phi tập trung, hệ sinh thái chơi game cạnh tranh, được phát triển bởi những người tạo ra bom tấn hàng đầu. Bộ ba dòng trò chơi Uyết Tún, đạt hơn 215 triệu đô la đầu Joshi. Qua nhiều trò chơi đua xe đạp. Người chơi mơ cần Galaxy có thể sở hữu mua và bán xe, đường đua các taxi, hội thảo và các mặt hàng khác. Làm phiền một cách đơn giản liền mạch. Cách tài trợ, nghe đã mua lại công ty để được đổi mới và thú vị, trò chơi sẽ hợp nhất web chi sáng tạo nhất. Cơ bê được thiết kế, tăng trải nghiệm liền mạch trên người chơi uống u 2. Đến hệ sinh thái trò chơi web chi đầu tiên này. Đội hình phát triển, cung cấp nhóm phát triển đẳng cấp thế giới gốc Tây Ban Nha hàng đầu hoặc 8 triệu đô la không phải là một vấn đề nhỏ. Vì vậy tôi đã thậm chí thực sự hào hứng với lời thề rằng Chemly Galaxy sẽ tiếp tục. Chúng tôi là một số ý kiến từ Eason, người đồng sáng lập Enamon Cúc trong cuộc phỏng vấn gần đây. Anh ấy nói rằng trong vòng 80 tháng tới hoặc lâu hơn, chúng tôi mong đợi hàng trăm phút mới. Bước vào những kẻ giết người thành thị bởi vì chất lượng của các sản phẩm sát nhân đô thị nên trò chơi pơ mới và chất lượng cao hơn. Chúng tôi ăn trưa và chúng tôi bị bán một cách mới để mọi người tham gia không gian. Người đồng sáng lập và Im đã dên. thấy một trò chơi điện tử hoạt động của Metaverse và có con trai mua cho cả hai khối trong trò chơi trong Metaverse và nhắc lại thêm tiêu chuẩn của mình trong hội nghị. Sớm chỉ ra rằng hơn 3,2 tỷ. Các game thủ truyền thống đã sẵn sàng trong Metaverse kèm theo, không sở hữu tài sản in-game. Anh ấy tiếp tục khẳng định rằng Uyết Chi có thể giải quyết vấn đề này. Bằng cách thích quyền sở hữu trong tài sản trò chơi, từ các công ty công nghệ đến trò chơi trực tiếp mà họ có thể sau đó sử dụng trên một loạt các metaverse khác nhau. Cipher tuyên bố rằng phần lớn cơ sở hạ tầng cần thiết cho Uxeter gì đã có sẵn. Uysu lạc quan về UET chi trong tương lai. Hiện tại không có vẻ hứa hẹn. Mặc dù thương hiệu Enucoi đã rút lui trong mùa đông quan trọng, tình trạng của thị trường rộng lớn hơn vẫn chưa ổn định. Mặc dù chơi game chiếm, một phần khá lớn của tất cả các hoạt động chặn. Thuyết phục game thủ chuyển sang chơi game chặn và tiến vào hệ sinh thái Berlaxin đã phá hỏng thử thách kể từ đó. Tiếp theo chúng tôi có gút nu từ một trong những chiếc ô tô lớn nhất. Bộ não di động đã chiến đấu đặc biệt. Macan đã đi sân nhãn hiệu giấy phép của Hoa Kỳ ô tô ni tiết lộ rằng ở bang phía Tây Tơ Ít mà công ty đã điền. Tổng cộng 19 phân bổ nhãn hiệu, bao gồm các bộ não của nó bao gồm Maxi Tăng Dôn Câu, Lincoln XC Berloser và F-115 tia chớp trong số những người khác. Ứng dụng nhãn hiệu bao gồm xe tải ô tô ảo, xúc vào quần áo cho bộ não của nó và cũng bao gồm thị trường trực tuyến của Zoboni cho các thực thể. Công ty cũng xem xét các kế hoạch để có thể tải xuống hàng hóa cụ thể là chương trình máy tính có các bộ phận của xe và phụ kiện và quần áo để sử dụng trong các cuộc chiến ao trực tuyến, bao gồm triển lãm thương mại trực tuyến tiến hành trong thực tế ao và thực tế đích thực. Họ cũng có ý định tạo ra mặt cất bơ lét để điều khiển tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số của người khác đến một trang web, cùng với các dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến, theo đuổi mã thông báo không thể hoạt động và sưu tầm kỹ thuật số. Bốn quyết định để tham gia vào những gì chúng ta thủng trở thành. Trước đây một tháng sau khi làm chủ tịch điều hành, giám đốc điều hành bị bổ na Kim Phan Lee thông báo ngừng lớn bị nguyền rủa từ lực lượng lao động toàn cầu đến chi tiêu của công ty phát thanh. Và kết thúc bản cập nhật hàng tuần của tuần này, bất chấp thị trường mới mẻ nhất hiện nay, Gâm Phi và Medeza tổng các thể các cảnh dường như vẫn hoạt động cực kỳ tích cực với nin tuyệt vời từ những người chơi lớn trong ngành này. Cũng hợp tác thần túy với các trang web khác tác động đến của cách mạng cây web. Vì vậy hãy ngẩng cao đầu và vẫn hữu ích. Vì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhóm mùa đông này.